Dòng xe chiến đấu BMW T Terminator sử dụng phần khung gầm của xe tăng T-72 hoặc xe tăng T-90. Phiên bản Terminator 3 được cho là sẽ sử dụng khung của xe tăng T-14 Armata, tuy nhiên khác với xe tăng thông thường. Xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMW T Terminator không được trang bị pháo 125mm, thay vào đó là hệ thống vũ khí bao gồm pháo 30mm, súng máy PKTM, tên lửa chống tăng và có phiên bản được trang bị súng phóng lựu tự động. Xe chiến đấu BMW T Terminator được phát triển từ cuối những năm 1990, sử dụng phần khung gầm của xe tăng T-90 với pháo tự động 30mm 2A42, súng phóng lựu tự động AGS-17, súng máy PKTM và 4 ống phóng tên lửa chống tăng có điều khiển 9M120 ATK. Nhiệm vụ mà xe chiến đấu BMW T Terminator đảm nhận là dọn dẹp chiến trường trước khi xe tăng chủ lực mở cuộc đột kích, đồng thời hỗ trợ xe tăng trong tác chiến đô thị. Xe chiến đấu BMW T Terminator có thể dễ dàng tiêu diệt bộ binh của đối phương ẩn nấp trong các tòa nhà. Tuy nhiên, phiên bản đầu tiên của xe chiến đấu BMW T Terminator còn quá nhiều hạn chế khiến cho Bộ Quốc phòng Nga không chấp thuận đưa loại xe này vào biên chế. Đầu tiên, BMW T Terminator có kíp lái quá đông, bao gồm 5 người. Tiếp theo là các ống phóng tên lửa chống tăng 9M120 ATK không có hệ thống bảo vệ và hệ thống điều khiển hỏa lực không tốt. Hạn chế lớn nhất của xe chiến đấu BMW T Terminator là giá thành cao do sử dụng khung gầm của xe tăng T-90. Do đó, mẫu xe chiến đấu này bị cho là không phù hợp cho việc biên chế hàng loạt trong quân đội Nga cũng như xuất khẩu ra nước ngoài. Mẫu xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMW T-72 mới, hay còn gọi là Terminator 2, được chế tạo để khắc phục những nhược điểm của mẫu xe chiến đấu BMW T Terminator thế hệ trước. Các ống phóng tên lửa chống tăng 9M120 ATK có lớp giáp bảo vệ. Ngoài ra BMW T Terminator 2 được trang bị động cơ và hệ thống điều khiển hỏa lực mới,